Đây là chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần cho mang tần 57.19 tại Nam Cali, 16.12 tại Bắc Cali cũng như trên Galaxy 19 và trên mạng qua địa chỉ ibctv.us. Chúng tôi là Thiện Định và Minh Đăng, xin kính chào quý vị. Chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần ngày hôm nay mở đầu, chúng tôi xin kính mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý trong ngày. Đức nói Nga đe dọa châu Âu sau khi Tổng thống Putin dự đoán về thập niên nguy hiểm. Ông Putin nói rằng thế giới đang trong thập niên nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Đồng tiền vua Charles đầu tiên được sản xuất ở xứ Wales. Phu quân chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi bị tấn công đầy bạo lực. Hoa Kỳ sắp dành gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu Mỹ kim cho Ukraine. Bản tin chi tiết đầu tiên liên quan đến tình hình tại Âu Châu. Xin cảm ơn quý vị đến với phần tường trình của xứng công viên Thiện Định. Cảm ơn Minh Đăng. Chúng tôi xin được mở đầu với bản tin từ Đức. Đức nói Nga đe dọa châu Âu sau khi Tổng thống Putin dự đoán về kỷ nguyên nguy hiểm. Việc Nga xâm lược Ukraine đã đẩy châu Âu vào một kỷ nguyên bất an, Đức nhận định hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 10, một ngày sau khi Tổng thống của Nga Vladimir Putin dự đoán về một thập niên nguy hiểm ở phía trước. Tổng thống Đức là ông Frank-Walter Steinmeier, người thuộc phe trong Đảng Dân Chủ Xã hội của Đức, từng tranh luận cần phải có quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với mặt tư khoa, cho rằng cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 đã làm tan vỡ những hy vọng đó. Ông Steinmeier nói, khi chúng ta nhìn vào nước Nga ngày nay, không có chỗ cho những ước mơ xưa. Ông có ý nhắc đến ước mơ về ngôi nhà chung châu Âu của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ông nói thêm, tình hình cũng đã đẩy chúng ta ở Đức vào một thời đại khác, vào một sự bất an mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đã đi qua rồi. Một thời đại có dấu ấn là chiến tranh, bạo lực và trốn chạy, là những mối lo âu về cuộc chiến tranh lan rộng thành một cơn bão lửa ở châu Âu. Những năm khó khăn hơn, sóng gió hơn đang sắp đến, vẫn lời của Tổng thống Đức. Nhà lãnh đạo của Nga khẳng định cuộc chiến của Mạc Tư Khoa ở Ukraine mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn diễn ra đúng kế hoạch khi cả hai bên đang thực hiện chuẩn bị một trận chiến then chốt ở Kherson, miền nam của Ukraine sắp tới. Trong khi đó, thì ông Putin đã nói rằng thế giới đang trong thập niên nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thống của Nga ông Vladimir Putin vào ngày 27 tháng 10 tuyên bố thế giới đối mặt với thập niên nguy hiểm nhất kể từ thời Thế chiến thứ hai, cáo buộc rằng phương Tây tham gia vào vụ tấn công tiền nguyên tử chống lại Nga. Tổng thống Putin nói ông không hối tiếc về việc đưa quân vào Ukraine, đồng thời tố cáo phương Tây kích động chiến tranh và chơi trò địa chính trị nguy hiểm, đẫm máu và bẩn thỉu, gieo rắc hỗn loạn trên toàn thế giới. Thời kỳ lịch sử của nền thống trị không phân chia của phương Tây đối với các vấn đề thế giới sắp kết thúc, ông Putin đã nói. Nhà lãnh đạo tối cao của Nga đã có bài phát biểu tại câu lạc bộ thảo luận Vladai, cuộc tập hợp của các chuyên gia Nga. Chúng ta đang đứng ở biên giới lịch sử, phía trước có lẽ là thập niên nguy hiểm nhất, khó đoán nhất, nhưng cũng là quan trọng nhất kể từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Mặc dù chỉ trích mạnh mẽ phương Tây, Tổng thống Putin tỏ ra thoải mái khi được hỏi về triển vọng chiến tranh nguyên tử và cảm nhận của ông về những người lính Nga thiệt mạng trong cuộc chiến Ukraine, mà ông cho rằng một phần là một cuộc nội chiến. Tổng thống Putin đổ lỗi cho phương Tây gây ra căng thẳng nguyên tử, viện dẫn phát biểu của cựu Thủ tướng Anh Liz Truss về việc bà sẵn sàng sử dụng biện pháp răn đe nguyên tử của London nếu hoàn cảnh yêu cầu. Và cũng liên quan tới Anh, bản tin cập nhật nhất cho biết là đồng tiền của vua Charles đệ tam đầu tiên được sản xuất ở xứ Wales. Việc sản xuất những đồng xu của Anh đầu tiên có hình ảnh của vua Charles đệ tam đã bắt đầu tại các cơ sở đúc tiền hoàng gia ở xứ Wales vào hôm thứ Năm. Đồng xu đầu tiên có hình chân dung của vua Charles là đồng 50 pence, vinh danh với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, sẽ được lưu hành công khai vào tháng 12. Hình ảnh vua Charles trên đồng xu được tạo ra bởi nhà điêu khắc người Anh tên là Martin Jennings. Để phù hợp với truyền thống thì bức chân dung của vua Charles phải đối mặt với hướng ngược lại của mẹ ông.
Kể từ khi chế độ quân chủ được khôi phục vào năm 1660 sau 11 năm cai trị của chế độ Cộng hòa dưới thời của Oliver Cromwell và con trai của ông, thì việc nhà vua phải đối mặt với hướng ngược với người tiền nhiệm trên tiền xu đã trở thành một truyền thống. Vua Charles đã đích thân phê duyệt bức chân dung chính thức, trong đó cho thấy ông quay mặt về phía bên trái, hình ảnh được bao quanh bởi một dòng chữ Latin. Nga khảo sát vị trí đường ống Nord Stream số 1 rò rỉ. Thụy Điển mới đây cho biết tàu mang cầu của Nga thuộc Nord Stream AG, đơn vị điều hành đường ống Nord Stream số 1 bị rò rỉ, đang khảo sát trong khu vực. Chúng tôi đang ở trong cùng khu vực vào lúc này và liên lạc với nhau, một phát ngôn viên của Hải quân Thụy Điển đã cho biết. Nord Stream AG từng tuyên bố muốn thực hiện cuộc điều tra hiện trường vụ nổ. Nếu chỉ thực hiện khảo sát dưới nước thì họ không cần bất kỳ sự cho phép nào từ chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tàu của Nord Stream AG khảo sát trong khu vực kể từ khi xảy ra vụ rò rỉ ở đường ống dẫn khí đốt dưới biển Baltic. Nord Stream số 2 AG, chủ sở hữu đường ống Nord Stream số 2, cũng cho biết họ có kế hoạch tiến hành cuộc điều tra riêng, nhưng vào thời điểm khác. Nord Stream AG là công ty phần lớn thuộc sở hữu tập đoàn năng lượng Gazprom của nước Nga, hiện nay vẫn chưa phản hồi. Các cầu thủ của Úc tại Trung Đông nêu vấn đề nhân quyền của Qatar trước thềm World Cup. Trong một phim được công bố hôm thứ Năm ngày 27 tháng 10, thì đội tuyển túc cầu của quốc gia Úc lên tiếng phê phán các vấn đề về nhân quyền và quan hệ đồng giới của Qatar, nước đăng cai World Cup. Việc này bổ sung vào những lời chỉ trích mà Qatar xuất hiện trong vài tuần trước giải đấu. Qatar là một quốc gia ở Trung Đông đầu tiên đăng cai World Cup, là giải vô địch túc cầu thế giới, đã phải chịu áp lực quốc tế gay gắt về việc họ đối xử với lao động nước ngoài và các luật lệ xã hội mang tính cấm đoán. Một đoạn phim của Úc tập trung vào hình ảnh một số cầu thủ gửi ra thông điệp từng dòng một, nêu ra việc xâm hại hơn 1.6 triệu lao động nhập cư của Qatar và tình trạng quan hệ đồng giới, vốn bị liệt vào diện bất hợp pháp ở nhà nước bảo thủ thuộc vịnh Ba Tư. Chúng tôi được biết rằng quyết định tổ chức World Cup ở Qatar đã dẫn đến nỗi thống khổ và thiệt hại đối với một số người lao động, giống như chúng ta. Tiền vệ Jackson Irvine đã nói, là cầu thủ chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền của những người LGBT+, nhưng ở Qatar, người ta không được tự do yêu mà người lựa chọn. Tiền vệ đồng đội là Dennis Warrior nói thêm, quốc vương Qatar là Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nói hôm 25 tháng 10 rằng tuy một số lời chỉ trích mang tính xây dựng, song cũng có nhiều lời bẻ bịa đặt và tiêu chuẩn kép. Kính thưa quý vị, vừa qua là những bản tin chính trong phần tin thế giới. Chúng tôi xin tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của IBC TV để cập nhật những tin tức trong phần tiếp theo, phần tin Hoa Kỳ.